chính thức đã có lịch nghỉ Tết. Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sẽ được nghỉ Tết 7 ngày vào dịp Tết âm lịch 2021. Ngày 26 tháng 11, Văn phòng Chính phủ thông báo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã duyệt phương án nghỉ Tết với 5 ngày theo quy định và 2 ngày nghỉ bù do mùng 2 và mùng 3 Tết, tức là 13 đến 14 tháng 2 năm 2021, trùng vào thứ Bảy và Chủ nhật. Người lao động nghỉ bù mùng 4 và mùng 5 tháng Giêng năm Tân Sửu, tức là 15 đến 16 tháng 2 năm 2021. Thủ tướng cũng đồng ý phương án nghỉ lễ Quốc khánh năm 2021 là 4 ngày, từ ngày thứ Năm mùng 2 tháng 9 đến ngày Chủ nhật mùng 5 tháng 9. Các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ trên được Thủ tướng giao nhiệm vụ bố trí, sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm tốt công tác phục vụ tổ chức và cá nhân. Các cơ quan và đơn vị không thực hiện nghỉ cố định thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần sẽ căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp. Ủy quyền Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội thông báo việc thực hiện nghỉ lễ Tết nêu trên. Văn bản Thủ tướng nêu rõ.